Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng nhằm phát triển nông thôn mới một cách toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Để đạt được mục đích ý nghĩa to lớn đó, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn đã tập trung mọi nguồn lực vào việc thực hiện chương trình này. Qua 5 năm thực hiện, đến nay Vĩnh Trạch đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, góp phần cho Vĩnh Trạch đến nay hoàn thành 19 tiêu chí 50 chỉ tiêu nông thôn mới. Là địa phương có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Ngay sau khi được chọn làm xã điểm của tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Trạch xác định đây là mục tiêu quan trọng phải thực hiện và quyết tâm hoàn thành đúng lộ trình kế hoạch đề ra vào năm 2015 đạt chuẩn xã nông thôn mới. Để thực hiện đạt mục tiêu này, Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch và lộ trình để lãnh đạo thực hiện. Theo đó, địa phương đã thành lập Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm trưởng ban, Phó Chủ tịch làm Phó trưởng ban thường trực và các thành viên là trưởng các ban ngành đoàn thể, trưởng ban nhân dân các ấp và một số nông dân có uy tín trên địa bàn. Ngoài ra, còn thành lập tổ công tác giúp việc cho ban quản lý. Theo đó, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới đã quán triệt tất cả các văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng đề án kế hoạch lộ trình phù hợp với thực tiễn của địa phương và phân công mặt trận, các đoàn thể, các ngành có liên quan chủ động xây dựng đề án trên từng lĩnh vực để phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, địa phương xác định các tiêu chí chỉ tiêu dễ, không cần vốn nhà nước đầu tư, triển khai thực hiện trước, không trông chờ vào cấp trên. Khi bước vào xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trước hết là phải có sự tác động mạnh mẽ từ chính quyền địa phương đến các tầng lớp nhân dân, làm cho người dân thấy được hiệu quả của chương trình chính là những công trình phục vụ cho nhu cầu phát triển của địa phương và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, để người dân đồng tình hưởng ứng cùng chung sức tham gia xây dựng xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch lộ trình. Trong thực hiện, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới luôn thể hiện tinh thần chủ động, xác định những tiêu chí có tính đột phá nhằm tạo điều kiện thực hiện các tiêu chí khác cùng vào thành và những tiêu chí không cần vốn đầu tư của nhà nước để tập trung chỉ đạo thực hiện trước, không trông chờ vào cấp trên. Từ sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, qua 5 năm tập trung quyết liệt, xã Vĩnh Trạch đã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí, 50 chỉ tiêu của chương trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào thời điểm cuối năm 2015. Hội nông dân thì được ban quản lý là phân công phụ trách cái chỉ tiêu 3.7 trong cái tiêu chí số 3, đó là tỷ lệ sản xuất rau màu theo hướng an toàn chất lượng. Thì tính đến nay là cái theo cái bộ tiêu chí quy định là lớn hơn hoặc bằng 15%, thì tính đến nay cái tỷ lệ này đã đạt trên 30%, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nâng chất và giữ vững cái tỷ lệ này. Cái tiêu chí số 13 về các hình thức tổ chức sản xuất, thì tính đến nay trên địa bàn xã đã có 5 cái tổ sản xuất hợp tác trồng màu và 2 cái hợp tác xã, trong đó hợp tác xã nông nghiệp và cái hợp tác xã lúa giống Tư Binh. Trong cái thời gian tới thì sẽ mở rộng cái vùng chuyên canh màu với diện tích là 100 hectare, vận động nông dân tích cực hưởng ứng thực hiện cải tạo lại cái hệ thống thủy lợi nội đồng và mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu đối với những cái diện tích đất lúa mà trồng lúa nó kém hiệu quả, chuyển sang trồng màu nhằm góp phần tăng năng suất, chất lượng và áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và đồng ruộng một cách có hiệu quả nhằm góp phần thực hiện đảm bảo cái tiêu chí số 10 về cái thu nhập bình quân đầu người. Xác định người dân là chủ thể và là người thụ hưởng trực tiếp từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, để người dân nâng cao hiểu biết và đồng tình hưởng ứng một cách tích cực, địa phương đã tập trung tổ chức các buổi họp dân rộng rãi ở các địa bàn, các ấp để tuyên truyền vận động người dân tham gia. Với phương châm tích cực, kiên trì, vận động, tạo điều kiện cho dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, đến nay địa phương đã tổ chức trên 190 cuộc họp dân với trên 12.000 lượt nông dân tham dự. Bên cạnh đó, còn tập trung tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức chiều rộng lẫn chiều sâu
kể cả tuyên truyền trực quan sinh động như thực hiện nhiều khẩu hiệu pano áp phích treo đều khắp các địa bàn dân cư và cấp phát đến tận tay người dân 2.000 tài liệu hỏi đáp về nông thôn mới. Đài truyền thanh của xã cũng đã phát nhiều bản tin về chủ trương chính sách tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả về xây dựng nông thôn mới cũng được nêu lên để người dân nắm bắt và hưởng ứng theo bằng những việc làm cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của chúng tôi được đảng ủy là coi như phân công phụ trách các tiêu chí của giao thông, là chúng tôi đã vận động và thực hiện xây dựng được 6 cây cầu bê tông, nâng cấp được mở rộng và 7 tuyến lộ giao thông, tổng kinh phí là trên 9 tỷ đồng. Thì trong đó nhân dân đóng góp là 3 tỷ 500 triệu đồng. Riêng cái tuyến mà lộ mà Vĩnh Tây và cái tuyến lộ mà vào cái nghiệp đường Nghĩa Trang đó thì là phần này là vốn 100% do người dân đóng góp là khoảng 700 triệu đồng. Xây dựng cái Nghĩa Trang là từ thiện thì chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với chủ trì chùa Lan Nhã Kỳ Viên đã vận động là chủ trì là hiến 5.000 mét vuông đất để xây dựng Nghĩa Trang. Sau đó mở rộng thêm là diện tích là nâng lên thêm 5.000 nữa, tức là tổng số là 10.000 mét vuông. Và hiện nay là cái xây dựng Nghĩa Trang, chúng tôi đã xây dựng xong cái cầu qua Nghĩa Trang, rồi cái hàng rào Nghĩa Trang, đường đi nội bộ, nhà hoàng và 2 cái tháp chứa cốt. Thì 2 cái tháp chứa cốt này là chứa khoảng là 5.000 là cốt là quả táng, còn về cái phần đất thì là chứa khoảng là 1.000 phần mộ là địa táng. Song song đó, mỗi lĩnh vực đều có những cách làm hay hiệu quả. Như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, huy động các nguồn lực để cất mới sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, làm ăn vươn lên thoát nghèo. Hội phụ nữ tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ xây dựng thực hiện mô hình 503 sạch, vận động chị em nuôi con khỏe và con ngoan, hỗ trợ vốn giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giới thiệu việc làm. Hội cựu chiến binh vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ an ninh trật tự. Đoàn thanh niên xung kích đi đầu trong phong trào xây dựng bộ mặt nông thôn xanh sạch đẹp, thực hiện nhiều đoạn đường thanh niên, cột cờ hàng rào cây xanh thẳng tắp. Hội người cao tuổi thực hiện cuộc vận động ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, khuyến khích con cháu thực hiện tốt các công trình phần việc nông thôn mới. Quan trọng hơn là hội nông dân thường xuyên vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gắn với kinh tế hợp tác, thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa như chương trình 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm đã góp phần tăng năng suất lúa gấp 1,4 lần so năm 2010, sản lượng lương thực tăng 5.980 tấn. Trong đó, sản xuất rau màu chú trọng theo hướng an toàn, chất lượng. Hiện địa phương còn triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trồng nấm rơm trong nhà. Trong quá trình sản xuất, địa phương còn hướng người nông dân từng bước chuyển sang các cây trồng có đầu ra ổn định như cây bắp non đang được công ty Amtexco hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông dân. Mô hình này, nông dân còn tận dụng thân cây bắp non để nuôi bò dữa béo mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, xã còn phát động phong trào cải tạo vườn tạp, kết hợp phát triển các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng dọc theo tỉnh lộ 943, thu hút khách đến tham quan, đầu tư chỉnh trang, nâng cấp chợ, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 30 triệu đồng một người một năm. Vì vậy, đời sống của người dân trên địa bàn từng bước được nâng lên, hộ nghèo đã vươn lên trung bình khá, hộ khá vươn lên giàu. Đời sống được nâng lên cũng đồng nghĩa với việc người dân tích cực hơn để tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng ta có thể khẳng định rằng hiệu quả cuối cùng của chương trình này chính là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đặc biệt là vấn đề nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Bởi lẽ xuất phát điểm là một xã có thu nhập bình quân đầu người thấp, đến nay bình quân thu nhập đầu người được nâng lên mức bình quân của toàn huyện. Có được kết quả trên chính là nhờ sự quyết tâm của toàn đảng bộ, sự hỗ trợ của cấp trên và sự đồng tình hưởng ứng của người dân trên địa bàn là yếu tố quyết định. Như bác đã từng dạy, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Xác định người dân là chủ thể và là người thụ hưởng kết quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh
công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cả chiều rộng lẫn chiều sâu để làm cho người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình và đặc biệt là vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới để vận động người dân tích cực tham gia. Với phương châm tích cực, kiên trì vận động, tạo điều kiện cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Chính vì vậy, có thể nói công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận và cùng hưởng ứng thực hiện là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đến sự thành công trong xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi nghĩ rằng cái chương trình nông thôn mới là một cái chương trình mục tiêu quốc gia để giúp ích cho người dân, mà người dân là một cái người mà thừa hưởng làm cho mình chứ không ai. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là việc làm này là một việc làm lợi ích cho chính mình. Thành ra chúng tôi là những cái gì mà nhà nước địa phương đề ra là chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ hết, bằng cách là như cầu đường thì những cái đường mà 80-20 đó thì chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng đóng góp vô, những cái hạng như si quỹ gì người nghèo hay những cái mục mà về nông nghiệp thì tái cơ cấu nông nghiệp về trong cái chương trình mà 1,5 giảm và giảm ba tăng thì rất là nông dân rất là hưởng ứng đồng tình. Chính từ công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, góp phần thay đổi thói quen tập quán, khắc phục tình trạng trông chờ ỷ lại. Đến nay đại bộ phận nhân dân trên địa bàn đã xác định được vai trò chủ thể của mình, chủ động tham gia đóng góp kinh phí, công sức để thực hiện các công trình phần việc nằm trong tiêu chí chỉ tiêu không cần vốn nhà nước đầu tư. Đến nay, nhân dân trong xã đã sửa chữa xây dựng mới được 9 cây cầu giao thông, nâng cấp mở rộng 10 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 14,46 km, nạo vét được 70 km kênh nội đồng, gia cố 6,3 km đê bao phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cất mới và sửa chữa được 193 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, trên địa bàn xã không còn nhà tạm dột nát. Không chỉ người dân tham gia đóng góp công sức, kinh phí, mà còn hiến cả đất để thực hiện các công trình giao thông nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con nông dân trong xã được thuận lợi hơn. Ngoài ra, các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước cũng được triển khai đồng bộ, như trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, trạm y tế, các trường học trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới còn vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng nghĩa trang nhân dân diện tích gần 1 hectare, tổng kinh phí thực hiện trên 14 tỷ đồng. Mô hình bếp ăn tình thương được thành lập và đi vào hoạt động hơn 5 năm qua. Mỗi năm, bếp ăn tình thương tiếp nhận gần 500 triệu đồng. Tại đây, mỗi ngày có hơn 200 lượt học sinh nghèo trong và ngoài địa phương đến ăn uống miễn phí. Đây chính là điều kiện để Vĩnh Trạch hoàn thành 19 tiêu chí và 50 chỉ tiêu nông thôn mới. Để lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách tập trung và hiệu quả, thì ngay từ đầu, Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng thành cái nghị quyết chuyên đề là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng nông thôn mới, cũng như kế hoạch lộ trình của Ban chấp hành Đảng bộ. Có phân công chính quyền, mặt trận cũng như các đoàn thể chủ động xây dựng các cái đề án để phối hợp thực hiện trong cái xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra thì có phân công ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ phụ trách từng mảng công việc cụ thể cũng như là phụ trách từng địa bàn của các ấp. Thông qua cái việc triển khai thực hiện thì đảng bộ luôn thể hiện sự quyết tâm cao về mặt chính trị cũng như là phát huy cái tính chủ động, rồi thể hiện cái vai trò là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Có thể nói, dưới sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo quyết liệt, toàn diện của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân đem lại được cái kết quả rất là quan trọng trong cái xây dựng nông thôn mới. Cái cảnh quan nông thôn thì đã có sự khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì được nâng lên, tạo được cái nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động để cho người dân có ý thức cao hơn trong việc là đóng góp công sức của mình để xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai nữa thì bằng nhiều các cái biện pháp cụ thể như là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, rồi kêu gọi đầu tư các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng như là xuất khẩu lao động để tiếp tục nâng cao cái thu nhập cho người dân. Cái thứ ba là huy động một nguồn lực, nhất là vận động nhân dân đóng góp để tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp,
rồi giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, để cho mọi người dân an tâm lao động sản xuất, tự làm giàu cho bản thân, gia đình mình, góp phần làm giàu cho xã hội. Một chặng đường 5 năm qua đã khép lại. Với những kết quả nổi bật trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại Vĩnh Trạch đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Trạch lần thứ 11 đề ra. Một nhiệm kỳ đại hội mới với nhiều giải pháp mới phù hợp với lòng dân để Vĩnh Trạch tiếp tục phấn đấu các chỉ tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Và với quan điểm xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ lâu dài và thường xuyên nhằm để duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho những năm tiếp theo.